Báo Châu Á nhận định kết quả trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam, cảnh báo kết cục của ông Trussier. Sau khi thua cả hai lượt trận trước Iraq và UAE, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với Kyrgyzstan vào sáng ngày 29 tháng 3. Ở trận đấu cuối cùng tại Doha Cup 2023, đối thủ đã để thua Kuwait 0-1 và Oman 0-2 ở lượt trận đấu đã qua. U23 Kyrgyzstan không phải là một đối thủ quá xa lạ với Việt Nam, khi trong quá khứ, đội bóng này đã hai lần thua U23 Việt Nam trong các trận đấu năm 2014 và 2021. Đến với Doha Cup lần này, đối thủ có một lực lượng khá trẻ khi có nhiều gương mặt đang ở tuổi 19-20. Một số gương mặt 21-22 tuổi đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Cũng giống như U23 Việt Nam, U23 Kyrgyzstan tại Doha Cup đang là một giải đấu thử nghiệm và chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng hơn. Trong đội hình của U23 Kyrgyzstan tham dự Doha Cup 2023, có hai cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu. Nhìn chung trong hai trận đấu vừa qua, đối thủ chơi khá tốt với những mảng miếng chiến thuật rõ ràng. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm kém cùng với sự tập trung trong khâu phòng ngự là một điều mà đội bóng này còn thiếu. Đây được đánh giá là một đối thủ vừa sức với U23 Việt Nam và thầy trò ông Trussier không có mục tiêu nào khác ngoài một chiến thắng. Thậm chí là một chiến thắng rất đậm. Bởi theo giới chuyên môn, kết cục của trận đấu này tiếp tục không khả quan. Trước ghế, vị huấn luyện viên Trussier chưa ấm thì cũng sẽ bị lung lay. Cụ thể, chứng kiến những kết quả không tốt của U23 Việt Nam trong trận đấu trước, nhiều tờ báo châu Á tỏ ra hết sức ngỡ ngàng và đưa ra nhiều lời cảnh báo. Tờ báo của Indo cho rằng, đội tuyển Việt Nam không thi đấu trong dịp FIFA Day để dồn sức cho U23 tham dự giải quốc tế. Tuy nhiên, họ không có được một màn trình diễn ấn tượng, lối chơi của Việt Nam cũng chưa thật sự thuyết phục và bộc lộ nhiều sai lầm. Trong khi đó, tờ Okezone cho rằng, đội tuyển của Việt Nam đã thua xa U23 Thái Lan. Đội bóng đang thử nghiệm nhân sự nhưng có màn trình diễn ấn tượng. Dù tham dự giải U23 quốc tế 2023 nhưng số phận của Việt Nam và Thái Lan hoàn toàn khác ngược nhau. Trong khi đó, Thái Lan đã giành chiến thắng trước Qatar, vòng thi đấu rất tốt. Nếu U23 Việt Nam tiếp tục thể hiện bộ mặt kém trong trận đấu cuối thì người dẫn dắt U23 Việt Nam tại SEA Games có thể sẽ không còn là ông Trussier. Tờ Seoul của Trung Quốc thì tỏ ra bất ngờ trước màn trình diễn kém cỏi của Việt Nam. Người hâm mộ đã không nhìn thấy một sức mạnh của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Trước đó, lứa U23 Việt Nam từng lên cơn địa chấn khi giành được ngôi Á quân châu Á và giành vào bán kết ASEAN. Tuy nhiên, không hiểu vì sao họ lại xuống dốc nhanh như vậy. Huấn luyện viên Trussier nếu tiếp tục để U23 Việt Nam có màn trình diễn yếu kém thì chiếc ghế của ông sẽ bị lung lay dữ dội. Trước sự chỉ trích của dư luận, ông Trussier cũng đã có những chia sẻ về lý do thất bại. Có một thực tế là hầu hết các cầu thủ này không thường xuyên thi đấu ở V-League và hạng nhất. Vì thế, lựa chọn của tôi chủ yếu phụ thuộc vào màn trình diễn của họ ở vòng chung kết U21 quốc gia. Phần lớn các cầu thủ Việt Nam đã không được ra sân thi đấu thường xuyên trong 6 tháng vừa qua. Vì thế, tôi đặt ra yêu cầu cao để cho các em quen với áp lực trong việc thi đấu. Điều này quan trọng nằm ở chỗ là các em hiểu được ý đồ với nhau, hiểu được phong cách chơi và tạo ra một khối thống nhất. Những ngày qua, tôi đều đưa ra những yêu cầu cơ bản, từ việc quan sát, truyền, nhận bóng. Chính việc không được thi đấu nhiều trong thời gian vừa qua khiến cho các cầu thủ mất đi cảm giác. Đó là nhận xét của ông Trussier. Chuyên gia người Pháp không ngần ngại nhìn thẳng vào vấn đề lớn nhất của cầu thủ Việt Nam, đó là thiếu kinh nghiệm. Và rồi tại Doha Cup 2023, những vấn đề này lần lượt được phơi bày. U23 Iraq mang tới Doha Cup đội hình có đầy đủ các cầu thủ thi đấu tại châu Âu, trong khi đó U23 UAE có nhiều thành viên đã thi đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Và trước hai đối thủ mạnh thì U23 Việt Nam đã không thể chống đỡ. 6 trong 7 số bàn thua của U23 Việt Nam đến trong hiệp 2. Đây là hệ quả tất yếu của sự thua sút về thể lực. Cùng với đó, sự non nớt cũng đã bộc lộ. Trong trận gặp Iraq, Phan Tuấn Tài đã có một pha chuyển ngang thiếu chính xác, tạo điều kiện cho đối phương cướp bóng. Tình huống này dẫn tới thẻ đỏ, sau đó Vũ Tiến Long trực tiếp đẩy Việt Nam vào thế khó. Trong trận gặp UAE, Trần Quang Thịnh thay vì dứt khoát phá bóng lại quyết định chơi chắn ở một cách hời hợt. Đó chỉ là hai ví dụ trong số nhiều pha phá bóng của Việt Nam thiếu đi độ chính xác. Áp lực dần xuất hiện với ông Trussier và đó là điều nhận ra khi vô số bình luận tiêu cực đã nhắm vào ông. Đừng quên ông Trussier chỉ mới bắt đầu vào công việc từ tháng 3, sau 3 tuần chuẩn bị với một trận giao hữu. Với đội trẻ là câu lạc bộ Phú Thọ, U23 Việt Nam đã lên được Jakarta để thi đấu. Thời gian làm việc chưa nhiều, chất lượng của các cầu thủ thì ông cũng chưa nắm rõ. Nếu U23 Việt Nam thắng giòn giã trong hai trận đấu vừa qua, đó mới là điều bất ngờ. Một điều nữa khiến ông Trussier phải chịu áp lực đó chính là so sánh với Park Hang-seo. Chuyên gia người Pháp nhấn mạnh, ông không có nghĩa vụ phải chứng minh ai giỏi hơn ai.
Nhưng về cách tâm lý so sánh của dư luận cũng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, đừng quên Doha Cup chỉ là một giải giao hữu. Các đội bóng tham dự giải đấu đều đến với mục tiêu thử nghiệm chiến thuật, lắp ghép đội hình. U23 Việt Nam có thể chọn cách chơi phòng ngự số đông, phất bóng dài, điều đó sẽ mang tới những trận đấu ít bàn thua hơn. Nhưng đó không phải là điều ông Chu Siêu hướng tới. Để tạo nền tảng cho giấc mơ giành vé World Cup, các cầu thủ Việt Nam cần phải được triển khai bóng từ sân nhà, phối hợp ngắn, tích cực pressing và liên tục di chuyển. Đã không ít lần các pha xử lý lỗi xuất hiện trong cùng lúc vận hành lối đá này, tuy nhiên Việt Nam vẫn kiên trì. Thật sự tôi muốn trải qua khoảnh khắc như thế này để U23 Việt Nam phải cải thiện và vượt qua sai lầm trong tương lai. Bóng đá ai cũng muốn thắng, nhưng có thời điểm chúng ta phải chấp nhận kết quả không như mong muốn. Điều đó góp phần giúp chúng ta thay đổi. Sau những trận thất bại, ông thầy người Pháp vẫn cho rằng các cầu thủ U23 Việt Nam đang tiến bộ và cần họ tiếp tục thi đấu theo ý đồ chiến thuật của ông. Huấn luyện viên 68 tuổi người Pháp nhấn mạnh ông là người chịu trách nhiệm. Ở trận đấu đầu tiên, chúng ta đã chơi tốt trong khoảng 20 phút. Ở trận thứ hai, chúng ta chơi tốt trong 45 phút đầu tiên. Trận tới, chúng ta phải chơi tốt trong 60 đến 70 phút. Chúng ta đang thực hiện từng bước một. Đừng lo vì tôi là người chịu trách nhiệm. Ở thời điểm hiện tại, nếu thi đấu với Nhật Bản hay Hàn Quốc thì tỷ lệ kiểm soát bóng của chúng ta chỉ khoảng 30-40%. Do vậy, nếu muốn chơi bóng ở trình độ cao hơn thì chúng ta bắt buộc phải chơi tỷ lệ kiểm soát bóng lên cao. Đây là điều không hề đơn giản và không phải chúng ta muốn là được. Trong hai trận đấu với Iraq và UAE, các cầu thủ U23 Việt Nam đều cố gắng cầm bóng và triển khai lối chơi từ hàng thủ. Tuy nhiên, lối chơi này chưa mang lại kết quả vì nhiều lý do. Ở trận cuối cùng, U23 Việt Nam sẽ có cơ hội cắt mạch thua khi gặp đối thủ yếu hơn là Kyrgyzstan. Trận đấu diễn ra vào lúc 0:30 ngày 29 tháng 3.